Chào các bạn, hiện giờ mình đang đứng tại quầy giao dịch của ngân hàng Vinfonbank và đây là Live Bank. Ngoài tài khoản thanh toán ra, chúng ta có thể mở trực tiếp thẻ ATM để rút tiền cũng như để giao dịch. Mình sẽ đi cùng với bạn Thoại, một thành viên mới của Tinh Tế, và bạn ấy là người chưa có tài khoản TPBank. Thoại, em có thể cho biết là thường thì khi mà em mở tài khoản ngân hàng thì bao lâu em có thể? Thường em mở tài khoản ngân hàng thì khoảng trung bình khoảng 2 tuần cho tới 3 tuần em mới có thể. Ồ, vậy bây giờ anh sẽ giới thiệu một dịch vụ mà không cần người hỗ trợ, em có thể tự làm trực tiếp và em vừa có tài khoản ngay và vừa có thẻ ATM ngay lập tức. Really? Đây là cái hệ thống Live Banking của ngân hàng Vinfone. Em thấy có gì đặc biệt trên cái hệ thống này so với ATM truyền thống? Em thấy ở đây có tới tận 2 cái màn hình, cả 2 cái camera nữa, và thích nhất là rất là nhiều khe. Vì đây là chúng ta sẽ nói chuyện với lại một giao dịch viên ở tổng đài ở một cái bên khác. Và đây là cái màn hình để chúng ta thao tác, cũng như là cũng có mã pin rồi cũng rất là nhiều các hệ thống khác để bỏ thẻ. Và cái điều quan trọng là chúng ta sẽ có thẻ ngay lập tức khi mà chúng ta đăng ký hệ thống này. Nó sẽ nó sẽ lòi ở đâu ra đó mà anh lát nữa anh mới biết được. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký ha. Thì đây là một cái màn hình nó diễn tả tất cả các tính năng của Livebank. Thì em có thể nộp tiền, rút tiền nếu mà đã có thẻ, hoặc là chuyển khoản cứ như là những máy ATM thông thường, nhưng mà nó có thêm một cái tính năng nữa là chúng ta mở tài khoản thanh toán trực tiếp và gửi sổ tiết kiệm. Thì hôm nay anh sẽ cho em mở tài khoản tại TPBank và em nhấp vào cái phím lệnh đó, thì màn hình nó sẽ hiện ra cái thông tin và chúng ta sẽ được kết nối với lại tổng đài viên từ một hệ thống từ xa. Thì cái cách này nó rất là hay vì em có thể tự làm mọi thứ mà không cần sự trợ giúp của một bạn nào cả. Theo em thì điều này có tiện không hay là? Em thấy tiện hơn chứ, tại vì nhiều khi mình muốn mở thẻ, em đi làm á, ra giờ hành chính rồi không có thời gian vô quầy để làm á, thì cái này em thấy chắc là tiện hơn. Em chào anh, chào mời anh đến với ngân hàng trực tuyến của TPBank ạ. Chào bạn. Dạ vâng. Mình muốn mở tài khoản thanh toán. Tài khoản thanh toán ạ, vâng. Anh đang chuẩn bị như có đâu chuẩn bị nhân dân mới ạ? Chứng minh mới. Anh có làm sao cho em lại chứng minh nhân dân mới ạ? Thì bây giờ ở đây nó có cái mục chứng minh nhân dân mới nè. Em sẽ bỏ cái chứng minh nhân dân mới vào cái khe này. Và chứng minh nhân dân cũ thì nó nằm ở khu vực này. Đó là anh giới thiệu như vậy. Cái này mình bỏ đầu nào vô hả em? Vâng, bỏ đầu nào cũng được ạ. Hình ảnh đứng lên trên ạ. Ok. Thì bây giờ hệ thống sẽ tiến hành quét cái chứng minh đó của em. Và nó sẽ hiện cái thông tin trên cái màn hình. Như vậy là đã hoàn thành. Bây giờ nhu cầu của em là dùng thẻ ATM và rút tiền đúng không? Thì bây giờ cái thẻ mà phát hành ngay được là cái thẻ ATM e-counter. Đó, thì em sẽ chọn vô cái mục này và mình sẽ bấm tiếp tục. Ở đây nó sẽ có một số cái thông tin khác. Thôi bỏ qua đó. Thẻ này sao hả? Anh để giúp tôi xem. Cái đó mình tính sau đi ha. Ok. Thì ở trên màn hình á, nó sẽ có cái phí thường niên để em tham khảo đó. Em ơi, cái thẻ này mình sẽ phát hành ngay lập tức sau khi kết thúc phiên giao dịch này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi. Sẽ có hai hình thức nhận, bằng hình thức là anh sẽ nhận ở chi nhánh trong vòng từ 3 đến 5 ngày, còn một hình thức là anh sẽ nhận luôn tại máy bây giờ. Thì không biết là anh vẫn muốn nhận luôn bây giờ đúng không ạ? Mình muốn nhận luôn tại máy. Dạ vâng, vậy anh nhận xác nhận chưa em? Rồi, phí phát hành là miễn phí anh nhé, nếu mình nhận luôn tại đây. Tiếp tục ạ. Đó, như em thấy là ngày xưa anh đã được phát hành thẻ nhận tại chi nhánh, nhưng mà bây giờ em mở tài khoản là em được phát hành thẻ ngay. Và em sẽ chọn cái mục này để có thể phát hành thẻ ngay. Đó, đúng rồi. Nhấn tiếp tục. Vâng ạ, anh hãy tiếp tục xem. Bây giờ nó có hai cái hình thức xác nhận là OTP, SMS và e-token. Thì anh nghĩ là em xài e-token thì chúng ta sẽ được miễn phí cái phí SMS hàng tháng. Thì mình sẽ chọn cái này ha. Mẹ em chưa có đeo ứng dụng. Cái đó sẽ sau khi em phát hành xong các bạn sẽ giúp đỡ em. Em có cần thông báo số dư qua SMS không hay là không cần? Theo anh nghĩ là nếu mà em chưa giao dịch nhiều thì chưa cần đăng ký đâu. Khi nào mà em có nhu cầu đăng ký nhiều á thì em sẽ đăng ký. Ok. Anh không cần đăng ký dịch vụ này đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, anh nghe tiếp tục rồi.
cho xác nhận thôi. Nên là những đâu mà liên quan đến Hoa Kỳ, anh có thể có thêm Hoa Kỳ không ạ? Không ạ. Dạ vâng, sẽ gọi nhận xác nhận cho em. Thôi, chụp được. Em sẽ có chụp ảnh của anh á. Anh nhìn vào màn hình thôi ạ. Anh đừng hơi em có giữ màn hình ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh không làm xin em gần đây giữa em bốn lần liên tiếp chung cùng một ngón tay ạ. Thì đây là cái tờ giấy mà hệ thống vừa mới in ra cho em. Thì em kiểm tra lại lần nữa, sau đó em ký xác nhận. Và cái chữ ký này nó khá quan trọng, vì sau này em rút tiền tại quầy hoặc là bất kỳ giao dịch nào khác thì họ sẽ kiểm tra đúng cái chữ ký của em. Thì em ký vô trong cái phần ô và có cái tên của mình nữa nha. Và cái tờ giấy này thì nó có một cái QR code, nó được mã hóa và nó sẽ chứng minh rằng cái tờ giấy này chính của ngân hàng chứ không phải là của em khác. Đây, chúng ta sẽ có một cái máy scan ở trên. Rồi. Anh có thể nhấn xác nhận cho mình ạ. Ok. Đây, anh có thể nhấn xác nhận thôi. Nữa là những thông tin của anh phải có đăng ký đấy nhá. Thứ nhất là anh có đăng ký các hình thẻ ATM Infoster đấy ạ. Và anh nhận thẻ ngay tại đây. Đăng ký dịch vụ Internet Banking với phương thức xác thực là Bitcoin ạ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Anh chụp mời cho em trong tay giác hệ thống đang hỗ trợ mặt tài khoản cho anh rồi ạ. Vâng, tôi thấy thẻ vui lòng đưa cho em đưa nó khai nhận tài liệu ngay phía dưới của một scan ạ, theo chiều của tên ạ. Vui lòng nhận lại thẻ. Đó. Đó. Quá dữ. Vâng. Và anh chia sẻ với những thông tin của thẻ của anh ạ. Em sẽ email lại giúp anh nhé. Anh còn muốn email lại về số tài khoản không ạ? Có. Vâng ạ. Anh muốn đưa tiền vào tài khoản của anh luôn đúng không anh? Đúng rồi. Vâng ạ. Anh nhận vào phần tài khoản của tôi. Anh đưa tiền cho em được thay niềm tin mệnh giá nhỏ nhất sẽ là 50.000 ạ. Rồi bỏ vô gì thôi hả? Ừ. Tiền đang được kiểm đếm, vui lòng chờ trong giây lát. Ủa, số tiền của anh là 200.000 đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ, anh nhận xác nhận cho em. Ồ sao thoại, em thấy tính năng này thú vị không? Dạ ok, cũng thú vị tại vì lần đầu tiên em trải nghiệm một cái tính năng mới giống như vậy của ngân hàng. Em thấy cũng rất là thú vị. Anh là anh thấy là em hơn anh ở chỗ là hồi anh đăng ký là không có thẻ ngay đâu, phải mất hơn tuần đó. Bây giờ là em có thẻ ngay là em sướng hơn anh rồi đó. Giờ có thẻ ngay rồi. Em thấy khá là tiện luôn á, tại vì nhiều khi em làm việc ở văn phòng á, nên là không có đi được ngân hàng rồi giờ hành chánh á. Đúng rồi, mình tranh thủ buổi trưa hoặc là ngoài giờ sau đó cũng được. Ngoài giờ vậy vậy thì trong quá trình thao tác á, em chưa hài lòng điểm gì về cái dịch vụ này? À, trong quá trình thao tác á, thì nói chung là chắc là cái dịch vụ này còn mới cho nên là có nhiều cái nó chưa có được thuận tiện lưu loát lắm. Ví dụ như là nãy em scan cái chứng minh của em thì chưa có được á, phải scan bằng cách cũ. Rồi đổi mã pin thì cũng có một cái số vấn đề về đổi mã pin, nhưng mà các bạn hỗ trợ cũng khá là nhanh nên là cũng ok. Nhưng mà rõ ràng là cái thẻ ra rất là nhanh và đúng, dạ, như mong muốn của em đúng không? Đúng rồi. Ok, như vậy là các bạn có thể thấy là Tiên Phong Live Bank nó mang đến cho chúng ta một cái tiện ích rất là hay là mở tài khoản thanh toán và có thẻ ngay lập tức. Và từ cái thẻ này chúng ta có thể rút tiền, chuyển khoản cũng như là đăng ký dịch vụ Internet Banking và làm rất là nhiều công việc khác, thanh toán đủ các thứ, cà thẻ, rồi thanh toán Internet này nọ. Hy vọng là nhiều ngân hàng khác sẽ có thể đưa ra những cái dịch vụ mà cho chúng ta thuận tiện hơn, thao tác nhanh hơn và cảm thấy là cuộc sống nó trở nên thú vị hơn. Xin cảm ơn.